Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Quyển thứ tư, Cửu Tuyền U Minh, cuộc phiêu lưu kỳ lạ của những nhà khảo cổ. Người dịch Vũ Như Lê. Được xuất bản bởi Tân Việt. Chương 1, nhà thám hiểm Crot Ma. Hồi thứ tư, chương 1. Quẻ bói của Triệu Lão Biệt. Mọi người đều cảm thấy hành tung của Triệu Lão Biệt rất quái dị. Khó mà biết lão là ma hay yêu quái. Bao quanh lão là vô vàn ẩn số, không ai có thể đoán chính xác được rốt cuộc là gì, nên đành chờ lão tự kể ra. Từ Mạc Hồi hỏi Triệu Lão Biệt. Tự Lao thừa nhận mình đã chết trong sa mạc Lâu Lan từ những năm dân quốc 15. Thế bây giờ, lão là người hay ma? Triệu Lão Biệt xa sầm nét mặt. Lão không muốn bị người khác lật tẩy chân tướng, nhưng lão cũng biết trò đai bôi ba câu sáu điều khó mà qua mắt được Tư Mã Khôi, nên lão đành khai ra nguyên nhân của sự việc. Trước khi Triệu Lão Biệt cùng hội người Pháp xuất phát vào sa mạc Lâu Lan, lão đã về Quan Đông một chuyến, mang đổi tất cả của cải tích cóp được bấy lâu thành vàng, rồi đánh thành từng thỏi, tìm một nơi vắng vẻ giấu thật kỹ. Khi ấy vừa đúng lúc quan nội họp chợ phiên. Tuy ở đây không sầm uất như những đô thị lớn, nhưng nơi này là địa bàn sung yếu của các đoàn thương nhân vùng Tây Bắc. Người đi chợ nườm nượp, phiên chợ đông đúc, bán ti tỷ thứ lớn bé đều có cả. Lớn thì có gia súc cỡ ngựa, lạc đà, bé thì có gương lược, cây kim, sợi chỉ. Người ta bán đủ thứ từ tạp hóa, thuốc bôi, ống da, sừng bò, cho tới roi ngựa, ma tấu, yên cương ngựa. Hơn nữa ở đó, người ta còn bày trò diễn ảo thuật mãi võ. Đến các sạp ở ngoài cổng quan nội, người ta lại bày bán đủ các loại hàng ăn, quán xá lô xô, san sát nhau. Đúng là náo nhiệt vô cùng. Triệu Lão Biệt thấy trời hãy còn sớm, nên lão rẽ vào phiên chợ ngo nghiêng mỗi chỗ một tí. Lão là người xuất thân bần hàn, nên chẳng bao giờ dám bóc tiền túi ra tiêu. Còn đi chơi chợ, lão cũng chỉ ngắm nghía cho thích mắt, chứ không dám mua gì. Cứ như vậy, lão loanh quanh hết một ngày mà vẫn chưa chán. Hôm sau, lão lại ra chợ xem, thấy phía trước người ta xúm đông xúm đỏ. Lão cứ tưởng có trò gì hay, nên công cố chen chúc vào giải ngố cho bằng được. Giải ngố là tiếng địa phương vùng Quan Đông, ý muốn chỉ việc xuống vào xem hôi, vừa không mất tiền lại vừa giải sầu. Triệu Lão Biệt rất giỏi trò này. Lão cố sống cố chết len cho bằng được lên hàng đầu, ngồi xổm trên mặt đất chăm chú quan sát. Thì ra nhân vật chính là một vị thầy bói tuổi ngoại tứ tuần, vẻ mặt trắng trẻo sạch sẽ, thân hình khá phốp pháp, trên sống mũi còn gác thêm cặp kính cận, cách ăn vận khá giống giới văn sĩ bụng nhét đầy chữ. Thầy bó đó ngồi trên một tảng đá, phía trước là miếng gỗ dài, bày xếp ngay ngắn những giấy bút, ống mực, hộp trúc. Phía sau cắm lá cờ hiệu quảng cáo, trên đó vẽ hình bát quái, hai mặt viết hai hàng chữ: thiết trụy bán tiên, xem tướng phán mệnh. Vị thầy bói này hành tẩu trên giang hồ cũng đã lâu, lại rất biết cách làm hàng, học rộng biết nhiều, và đặc biệt có tài ăn nói. Anh ta không ngồi đờ ra như cá chết im lìm sau sạp hàng, mà trước tiên anh ta kể chuyện. Người qua đường vừa nghe là dính vào luôn, người xuống đến xem càng lúc càng đông. Cứ như vậy, anh ta chẳng lo không có khách tự nguyện chui đầu vào giỏ. Vị thầy bói tự xưng mình là họ Hồ, quê ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Dân giang hồ gọi anh ta là Hồ Thiết Trụy. Thiết trụy nghĩa là miệng sắt. Y muốn ám chỉ anh ta xem tướng đoán số chính xác như thần, chưa bao giờ nói sai nửa lời. Anh ta lấy hết sức đập miếng gỗ trên bàn, rồi lặng thinh tạo khí thế, sau đó mới đằng hắng mở màn. Chư vị lao ra, đừng thấy cái này trông có vẻ tầm thường mà coi thường, thực ra nó có lai lịch hẳn hoi đấy. Người xưa dạy, một thỏi thước gỗ chia bảy phần: thượng chí quân vương, hạ chí thần, quân vương một mảnh trị quan nhân,
Quan nhân một mảnh trị lê dân, thánh nhân một mảnh truyền nho giáo, thiên sư một mảnh trấn quỷ tà, sư gia một mảnh tuyên Phật giáo, đạo gia một mảnh thuyết huyền môn, một mảnh lưu lạc trốn nhân gian, trôi nổi tám phương khuyên dân chúng. Triệu Lo Biệt thấy lời ăn tiếng nói của vị thầy bói này khá mạnh miệng, khi người ta chỉ muốn nghe tiếp xem anh ta nói gì, thế là lão ngồi xuống đất không bỏ đi nữa. Lão thấy vị thầy bói miệng sắt kia tiếp tục sang sảng: Hồ Mô đây lần đầu đến nơi đất quý này, theo lệ phải tự báo ra môn trước. Mô là hậu duệ đời thứ 72 của Hồ Lão Chân Quân, theo dòng tướng pháp Ma Y, sở trường xem tướng xem tay, xem từ da xuyên thấu đến tận xương cốt, phân biệt nguyên thần, từ đó có thể phán đoán được phúc thọ phú bần và cả mệnh lý sinh tử. Nói xong, vị thầy bói rút ra một tập tranh phác họa chân dung của các nhân vật lịch sử. Anh ta giở đến một trang rồi giơ ra cho mọi người xem. Trang đó vẽ Đại Minh Hồng Vũ Hoàng đế Trung Nguyên chương. Bản vẽ này phong tác theo bức vẽ nguyên mẫu ở Minh Cung, bên cạnh còn chú thích sinh thần bát quái. Đồ mặt của hoàng đế trong bức họa có mí trên ngắn, mí dưới dài, lỗ tai to hướng lên trên, lỗ mũi hở và hếch, càm cung hướng lên trên. Trong tướng số, tướng này gọi là ngũ lộ hướng thiên, địa cách thoáng rộng. Ngũ lộ hướng thiên chỉ hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng hếch lên trời. Địa cách chỉ cằm. Hồ Thiết Trì chỉ tay vào bức họa, miệng thao thao bất tuyệt, khoe sư tổ của mình trước đây từng phán mệnh cho hoàng đế Chu Nguyên Chương: sinh thần bát tự của ngài qua rắn, nếu không gặp thời thì chỉ thành kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ, nhưng một khi đã gặp thời thì lập tức trở thành thiên tử. Ngài vừa sinh ra đã biết nói, nhưng gọi cha cha chết, gọi mẹ mẹ chết chỉ tại cha mẹ ngài mệnh mỏng, không chịu đựng được lời vàng tiếng ngọc của bậc chân mệnh thiên tử. Hồ Thiết Trụy nói xong về tướng mệnh của hoàng đế Chu Nguyên Chương, lại tiếp tục bình đến cuộc đời của Đường Thái Tông. Trong lúc kể sự tích của những vĩ nhân thời cổ, anh ta còn chỉ tướng số Ngô Quan của đám đông vây quanh, rồi luận sang hèn, hên xui. Vì như người này làm nghề gì, người kia nhà có mấy người, có con trai con gái hay không, gần đây có vào vận không. Mà hay một nỗi, tất cả lời phán của anh ta đều chính xác tuyệt đối, ai nấy cứ gọi là gật gù khen chuẩn lia lịa. Chuyện đời thường chỉ thích đàm luận những việc kỳ lạ, ở chợ lại toàn hạng người thô lỗ, ít học. Thầy Hồ Thiết Trì nói càng giật gân, khoa trương, mọi người lại càng sum đông sum đỏ đến xem. Hồ Thiết Trì thầy đám đông đa kha khá mới bắt đầu vào chủ đề chính. Từ trước đến giờ, Mộ thu mối quẻ nửa đông đại dương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến đây, lại được các vị cổ vũ như vậy. Thôi thì mỗ cũng học theo Trương Thiên Sư bán thuốc mắt, buông tay lấy cái tiếng là chính, chỉ thu nửa giá thôi. Không những vậy, còn mua một quẻ tặng một quẻ, nếu nói sai một câu, nửa xu mỗ cũng không dám lấy. Nào ngờ, đúng lúc đó, một trận cuồng phong chợt nổi lên, cuốn đất cát bay tứ tung, đám đông chạy tán loạn. Hồ Thiết Trụy bán nước bọt suốt nửa ngày trời, để lông sắp kiếm được tiền thì chẳng còn bóng người nào. Anh ta không kìm được tiếng thở dài, đành dọn hàng tránh tạm vào trong quán trọ ngay phía sau. Triệu Lao Biển cũng ngồi xổm ở ngay cửa quán trọ, run tàu thuốc ra hút đợi ngớt bão cát mới dám đi. Hồ Thiết Trụy hụt mất vụ làm ăn thì không cam tâm, anh ta liếc mắt thấy Triệu Lao Biển đứng ngay cạnh, liền nảy ra ý dụ Triệu Lao Biệt mở hàng. Anh ta mon men lại gần mời chào: Mộ thầy Lao Đồng đây, Ngũ Quan cân đối, chẳng hay có muốn để Hồ Mỗ coi cho quẻ bói xem vận may thế nào không? Triệu Lao Biệt thấy Hồ Thiết Trụy còn không tin được trời sắp nổi bão thì làm sao lao dám tin vào mấy cái trò giang hồ này của anh ta. Huống hồ cho dù anh ta có đạt đến trình độ một nửa thần tiên thật thì lao cũng không nỡ rút nửa đồng đại dương ra để xem tướng. Bởi thế lao chỉ tảng lờ lắc đầu. Hồ Thiết Trụy giải thích:
có câu rất hay: trời có lúc nổi gió bất thường, người có lúc họa phúc khôn lường. Tương pháp ma y của Hồ Mỗ chỉ xem được cho con người, chỉ đoán được họa phúc khôn lường của con người, chứ không xem được sắc mặt của ông trời. Nếu Lão Huynh không tin thì mô đây cứ xem tướng cho Lão Huynh. Luận đàm tam bộ đại vận gồm tiền vận, trung vận và hậu vận. Nếu nói chuẩn thì đến lúc đó Lão Huynh trả tiền sau cũng không muộn. Còn như nói sai nửa câu, mô sẽ không lấy của Lão Huynh nửa xu. Triệu Lao Biển vẫn lắc đầu không chịu. Lao thấy bỏ ra nửa đồng để xem tướng quá ư là lãng phí. Tướng mạo là do cha mẹ nhào nặn mà thành, có sao dùng vậy, việc gì phải xem. Nếu có tiền thừa thãi, thả mua đồ đánh chén còn hơn. Hồ Thiết Trụy cũng là tay lì lợm, anh ta đã mở miệng mời chào thì làm gì có chuyện trốn tránh không xem được. Bởi xung quanh còn có bao con mắt khác dòm vào. Kẻ biết thì hiểu, tại thằng cha quê mùa kia kỳ bò không đỡ móc tiền túi ra xem. Nhưng kẻ không biết lại truyền tai nhau, bảo anh thầy bói chỉ truyền mấy chiều lừa lọc giang hồ. Chính vì vậy, anh ta cố chấp mời mọc Triệu Lão Biệt phải xem bằng được. Đã vậy thì bận này mỗ không lấy tiền của Lão Huynh nữa. Nếu xem chuẩn thì sau này Lão Huynh dì tai mọi người giúp mỗ là được rồi. Triệu Lão Biệt vừa nghe không cần mất tiền, thấy mình lãi to, bèn hồ hởi đồng ý luôn, nghiêm mặt lại để Hồ Thiết Trụy xem tướng. Hồ Thiết Trụy ngắm nghía khuôn mặt Triệu Lão Biệt mấy hồi, anh ta lập tức thấy hối hận, bởi khi nãy đã lỡ lời khen đối phương ngũ quan cân đối. Cái mặt này phải nói là xấu không còn gì để nói. Mày dán mắt chuột, mệnh bạc phúc mỏng là kiểu khuôn mặt quân thần bất hợp điển hình. Triệu Lão Biệt thấy Hồ Thiết Trụy lặng lặng không nói suốt hồi lâu, bèn sốt ruột hỏi: ông anh không cần phải ngại, tốt hay xấu gì cũng cứ nói thẳng cho mỗ biết. Lúc trước Hồ Thiết Trụy nói không chừa lối thoát cho mình, nên giờ đây phải thành thực phán tuốt tuột. Lão Huynh mỗ xem tướng Lão Huynh môi mỏng răng lộ, chứng tỏ là người trong cương ngoài nhu. Mắt bé mày dựng, chứng tỏ là người hùng tâm tráng trí. Thiên đình rộng, chỉ vâng chán, chứng tỏ có mệnh hành tàu bốn phương. Địa cách hẹp, chứng tỏ ít nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ. Không có anh chị em ruột, cũng không được học qua đạo Khổng Tử, Mạnh Tử, chỉ kiếm cơm dựa vào chút kỹ nghệ gia truyền mà thôi. Triệu Lao Biển vừa nghe mấy câu đã thấy nói rất sát với thực tế cuộc đời lão. Cha mẹ đều sớm chầu trời, xung quanh chẳng có ai thân thích. Tuy lão biết ít chữ, nhưng quanh năm phiêu bạt trốn giang hồ, nên cũng chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với sách thánh hiền. Thế là lão để Hồ Thiết Trụy nói tiếp. Hồ Thiết Trụy thầm xét đoán sắc mặt đối phương, rồi tiếp tục nói: con người ở đời đều có tam bộ đại vận, lần lượt là tiền vận, trung vận, hậu vận. Mộ thấy tướng mạo của Lão Huynh sớm ra đời, sớm vất vả, sớm lao động. Tiền vận có ba cái sớm ấy, ứng với số tam tào. Ngoài ra, Lão Huynh lập nghiệp muộn, phát tài muộn, hưởng phúc muộn. Trung vận có ba cái muộn ấy, ứng với phần tam vãn. Ngày trước trẻ, Lão Huynh làm nhiều việc bất thành, khó thi triển được tài trí. Đến tuổi trung niên thì trước khó sau dễ, thành đạt dần dần, lại được quý nhân cất nhắc và trọng dụng. Triệu Lao Biệt mừng hớn hở ra mặt, giơ ngón cái lên khen ngợi. Ông anh xem tướng chuẩn lắm. Nói thật nhé, cuộc đời mô đây đúng là trước khó sau dễ. Mấy năm gần đây lăn lộn mãi mới ngẩng đầu lên được một tí. Ông anh thử coi tiếp xem hậu vận của mô thế nào, về sau phúc thọ được hưởng bao nhiêu, dương thọ còn mấy năm nữa. Hồ Thiết Trụy lắc đầu nói: Lão Huynh đã có lời như thế thì xin lượng thứ cho mỗ được nói thẳng. Mỗ thấy khuôn mặt của Lão Huynh tuy ngũ quan mất cân đối, nhưng xếp lại cùng nhau thì vẫn kéo dài được mạng sống, hạn số vẫn hưởng được đến già. Có điều Lão Huynh có mấy việc lớn, nếu không làm chu toàn thì ông trời nhất định sẽ giảm thọ của Lão Huynh.
Triệu Lão Biệt nghe đến đây, trong lòng thấy gai gai. Lão từng kết bè với lũ người Tây đào mộ quật mã, ăn trộm quốc bảo, làm bao việc tổn hại âm đức. Lúc này lão bị người ta vạch trần chân tướng thì đương nhiên cũng cảm thấy hốt hoảng. Lão liền vội vàng hỏi: thế bị mất bao nhiêu năm dương thọ? Hồ Thiết Trụy nói: Hồ Mộ thấy ân đường của lão huynh đổ sắc đen, hung sát phản chủ, rõ ràng dương thọ đã tận, bây giờ là lúc ngựa phi đến bờ vực, muốn dừng cương cũng khó, thuyền trôi đến giữa dòng, muốn vá lỗ thủng cũng đã muộn. Lão huynh chắc chắn không thể sống qua cuối tháng này đâu. Nếu Hồ Thiết Trụy mỗ phán không chuẩn thì mỗ đây nguyện nhai nát lưỡi của mình luôn. Triệu Lo Biệt là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ thích nghe lời hay, không muốn nghe lời dở. Là thầy đối phương phán hạn số của mình đã tận thì cảm thấy thằng cha Hồ Thiết Trụy này chắc lại kiếm cớ lừa tiền thiên hạ, phải bỏ tiền ra hắn ta mới chịu chỉ điểm cho cách giúp tai qua nạn khỏi. Triệu Lo Biệt tự thấy mình đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm gì có chuyện bị mấy cái trò giang hồ vặt vãnh này che mắt được. Thế là lão bèn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của thầy bói. Lão là hạng người tha mất mạng cũng không chịu mất tiền, bèn đanh giọng bảo Hồ Thiết Trụy: thôi ông anh không cần nói nữa, cho dù bị chết đứng ở đây mộ cũng không bỏ tiền túi ra đâu. Hồ Thiết Trụy lại rất nghiêm túc, anh ta không hề nhắc đến việc vòi tiền. Anh ta xem xong tướng mạo còn muốn xem tay tiếp cho Triệu Lão Biệt. Người ta có câu xem tướng không xem tay, tật chưa được truyền thụ. Thế là anh ta kéo ngay tay trái của Triệu Lão Biệt lại trước mặt, vừa xem đã thấy bàn tay lão có 6 ngón. Anh ta vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng: bàn là hồ, ngón là rồng, thà để rồng nuốt hồ cũng không được để hồ nuốt rồng. Ngón ngắn bàn dài là rồng nuốt hồ, bàn dài ngón ngắn là hồ nuốt rồng. Tiếp đến ngón tay, xem nào, ngón cái là vương, ngón út là thần, ngón chỉ là binh, ngón giữa là tướng, ngón trỏ là yêu ma. Các ngón tay của lão huynh sắp xếp lại với nhau sẽ là hồ ăn rồng, binh át tướng, thần lừa vương, yêu ma làm loạn. Xem ra sống đến 50 tuổi đó là hạn số của lão huynh rồi. Để mô xem tiếp đường chỉ tay của lão huynh nào. Hồ Thiết Trụy thấy các đường chỉ trong lòng bàn tay của Triệu Lão Biệt thì liền miệng kêu lên 3 tiếng hoảng hốt. Âm sau cao hơn âm trước, tiếng sau kỳ hơn tiếng trước. Sắc mặt từ điềm tĩnh bỗng trở nên kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm vào các đường chỉ tay đến nỗi không rời nổi tầm nhìn ra chỗ khác. Anh ta quan sát chăm chú qua mức làm Triệu Lão Biệt cũng thấy dần dần. Hồ Thiết Trụy không đếm xỉa gì đến cảm nhận của Triệu Lão Biệt, chỉ mải khen kỳ tích trước mặt. Từ khi Hồ Mỗ thành nghệ xuống núi làm thầy đến nay, xem tay cho không biết bao nhiêu người, cũng đã từng đọc không biết bao nhiêu sách tướng số, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại đường chỉ tay như thế này ở chốn nhân gian. Nói xong, anh ta ngẩng đầu nhìn Triệu Lão Biệt, rồi thẳng thốt nói với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ: sao mô cứ thấy lão huynh không phải là người nhỉ? Hết hồi 4, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 5. Phân hồn. Triệu Lão Biệt nghe vậy liền sa sầm nét mặt hỏi: ông anh nói vậy là ý gì? Đường chỉ tay của mỗ có gì không ổn hả? Anh thầy bói Hồ Thiết Trụy giải thích: lòng bàn tay của lão huynh sao lại có 3 đường sống? Triệu Lão Biệt vội ruột phát tay lại, không chịu cho đối phương xem tiếp, rồi giả bộ ngu dại hỏi: anh vừa nói linh tinh cái gì thế hả? Hồ Thiết Trụy nghiêm nghị trả lời: tôi tuyệt đối không thể xem nhầm, trong lòng bàn tay của lão huynh quả thực có 3 đường sống đấy. Thì ra bàn tay con người ẩn chứa mọi bí thuật thái cực, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng ngũ hành, sinh tử hung cát đều nằm trong lòng bàn tay. Hồ Thiết Trụy thông hiểu tướng pháp ma y,
ngược dấu thiên nhãn, đặc biệt rất giỏi xem tay xem tướng, phán hung cát, đoán vận khí sinh tử như tận mắt chứng kiến. Nhưng anh ta thấy lòng bàn tay của mọi người đều chỉ có một đường sống. Trong tất cả các điển tích tướng số, khẩu quyết, hình phổ cũng chưa từng có tư liệu nào đề cập đến nhân vật sở hữu cả ba đường sống, trừ phi đó không phải là người. Thái cực là cực duy nhất của cõi trời đất, lương nghi chỉ hai cõi âm dương, tam tài chỉ ba đối tượng trong vũ trụ gồm trời, đất và con người, tứ tượng là chỉ tứ thánh thú gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước, ngũ hành là năm hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hết chú thích. Hồ Thiết Trụy nhìn tay trái của Triệu Lão Biệt, thấy ba đường sống phân bố rất kỳ lạ, có một đường sống chính và hai đường sống phụ. Trong hai đường phụ thì có một đường hướng dương, một đường hướng âm. Trên đời này tuyệt đối không thể có người cùng lúc xuất hiện ba đường sống như vậy. Hồ Thiết Trụy tin rằng đường chỉ tay là sự ám thị của số mệnh. Bao nhiêu năm nay chưa bao giờ anh ta bói nhầm. Xem tướng số thấy rõ ràng là ngày chết của Triệu Lão Biệt đang đến gần, nhưng sao trong lòng bàn tay lại xuất hiện thêm hai đường sống nữa, rõ ràng là hai tay không giống nhau. Anh ta thấy sự lạ như thể ăn mày bị bỏ đói hàng trăm năm, nay đột nhiên gặp bữa sơn hào hải vị, làm gì có chuyện dễ dàng chịu bỏ qua. Thế là anh ta bám chặt cánh tay của Triệu Lão Biệt đòi xem tiếp. Điều Triệu Lão Biệt sợ nhất là bị người ta vạch trần chân tướng lai lịch. Lão thấy Hồ Thiết Trụy đoán sự như thần, trong lòng cũng bất giác thấy phát hoảng, liền vội vã đẩy đối phương ra xa, giặt cái tàu vào thắt lưng, rồi vác bao tiền bằng vải thô lên vai, sau đó xin thất lễ cáo từ, rồi vội vội vàng vàng rời khỏi quán trọ, đội bao cát dập trời ra khỏi thành, cam đầu hướng về phía đồng không mông quạnh vắng bóng người. Phía tây bắc vốn dĩ là nơi hoang vắng, ra khỏi quan đông đi về hướng tây một đoạn đường là tiến vào vùng sa mạc. Triệu Lão Biệt cơ ngỡ đã cắt đuổi được con đỉa Hồ Thiết Trụy, nào ngờ vẫn bị đối phương bám lãng nhãng sau lưng. Anh ta cưỡi lửa đuổi theo sau, bỏ cả đồ nghề xem bói ở lại, đòi Triệu Lão Biệt cho xem tiếp đường chỉ tay của bàn tay trái. Bất luận thế nào, Hồ Thiết Trụy cũng muốn phải làm rõ bí mật của ba đường sống. Bây giờ anh ta không cần lấy tiền nữa, mà còn muốn dốc hết mười mấy đồng đại dương cho Triệu Lão Biệt, cốt chỉ muốn lão đồng ý cho xem tay tiếp. Hồ Thiết Trụy trèo kéo mãi, còn Triệu Lão Biệt thì sống chết không đồng ý, cơ thể kẻ trước người sau tiến dần vào sa mạc. Lúc này bao cát càng trở nên dữ dội hơn, nếu tiếp tục đi về phía trước e rằng sẽ bị bao cát nuốt chửng mất. Đúng lúc đó, cả hai nhìn thấy một quán ăn ven đường, họ đành tạm thời lánh vào trong nghỉ chân. Nơi này vắng vẻ, cách đại lộ một quãng khá xa, thông thường chỉ có đoàn xe ngựa của bọn buôn lậu mới đi qua đây. Bởi vậy quán ăn này nằm rất sơ sài, trong quán bày mấy cái bàn gỗ, sau quầy ngoại trừ ông chủ quán cao to lỗ mãng ra thì không thấy có vị khách nào khác. Hồ Thiết Trụy vẫn bám giết lấy Triệu Lão Biệt không chịu buông tha. Khi cả hai đã vào trong quán ngồi, anh ta bảo: gió cát to quá, mộ thấy thời tiết này xem ra không đi được nữa đâu, hay chúng ta ngồi đây ăn chút gì đã. Triệu Lão Biệt chối từ: mộ đây tự mang lương khô, ngồi ở cửa gặm hai miếng là no rồi, cần gì phải lãng phí tiền nữa. Hồ Thiết Trụy khuyên: lão huynh cứ yên tâm, tiền này để mỗ trả, đợi ăn no uống say rồi lão huynh chỉ cần đưa mỗ xem tay cho thật thỏa là được. Huynh xem mỗ đây đã nói khô cả miệng, xin huynh hãy niệm tình hồ mỗ chân thành như thế mà. Triệu Lão Biệt nhăn mày nhăn mặt nói: ông anh đúng là chúa dằn vặt người khác mà, đường vân tay của mỗ cũng có gì lạ đâu, sao ông anh cứ nhất định đòi xem cho bằng được. Chẳng qua tại mỗ lao động vất vả quá, ngoài đường vân chính ra thì da thịt gấp sâu thêm vài nếp nữa mà thôi. Hồ Thiết Trụy cố chấp phản bác: không phải, mỗ thấy đường sống của lão huynh rất khác người thường,
đúng là vô cùng kỳ lạ, đáng để Mô đây nghiên cứu cẩn thận. Triệu Lão Biệt bất lực, đành phải ngồi xuống ghế, rồi quay sang hỏi Hồ Thiết Trụy: "Thế chúng ta ăn gì bây giờ?" Hồ Thiết Trụy nói: "Mô mới đến đây lần đầu, Lão huynh cứ việc chủ động gọi món." Triệu Lão Biệt gật đầu, rồi quay sang quầy hỏi chủ quán: "Này anh bạn, trong tiệm có gì ngon không?" Chủ quán đáp: "Có rượu, có mì." Triệu Lão Biệt lại nói: "Thế thì cho hai tô mì lớn, không cần rượu, cho gấp đôi hải hải mê tự nhé." Chủ quán nghe xong bèn đang hắng nhắc lại: "Hai tô mì lớn, gấp đôi hải hải mê tự." Hồ Thiết Trụy thấy lạ bèn hỏi: "Hải hải mê tự là thứ gì thế?" Triệu Lão Biệt giải thích: "Ông anh lần đầu tiên đến đây nên không hiểu. Mô vừa bảo chủ quán cho nhiều thịt bò hơn một chút ấy mà." Hồ Thiết Trụy à lên một tiếng: "Hóa ra vậy, đúng là đất mỗi vương một hơi, người mỗi nơi một tiếng, mỗi vùng lại sử dụng một tiếng địa phương khác nhau nhỉ." Lát sau, chủ quán đặt hai tô mì với sợi to như dải quần, răng ớt bột, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm tỏa ra nước mũi. Triệu Lão Biệt ngồi xổm trên ghế dài, giả vờ hít hít hà hà hơi nóng, cố tình kéo dài thời gian không vội ăn, mà đợi Hồ Thiết Trụy động đũa trước. Lúc này, Hồ Thiết Trụy cũng bắt đầu thấy đói, bèn đánh một lèo, cạn cả nước tận đáy bát. Anh ta vừa lau miệng, vừa hỏi Triệu Lão Biệt: "Lão huynh không đói à?" Triệu Lão Biệt cười hì hì, chỉ ngồi cạnh liếc Hồ Thiết Trụy không nói gì. Thực ra con đường này, lão đã đi mòn gót chân, giao du với đủ hạng người trong giang hồ, ngay cả dân trộm cướp bản địa cũng chẳng xa lạ gì. Lão thấy không cắt đuôi được Hồ Thiết Trụy, liền dẫn anh ta đến một quán đen của người quen, định bụng đánh thuốc mê cho thằng cha oan gia này gục luôn. Nào ngờ đợi suốt hồi lâu mà Hồ Thiết Trụy vẫn bình an vô sự. Hóa ra anh ta cũng là người hành tẩu giang hồ nhiều năm, tuy không hiểu ngôn ngữ lục lâm, nhưng anh ta vẫn là một liều thuốc khắc chế trước cho vững dạ, đề phòng bọn quan đen hạ thuốc mê. Có liều thuốc này vào bụng, uống thuốc mê bất quá cũng chỉ là như ăn phải hạt tiêu mà thôi. Nhờ vậy, anh ta chẳng những không lăn ra ngủ mê mệt, mà vẫn lằng nhằng đòi Triệu Lão Biệt cho xem tay. Giờ lùng đang nhì nhèo, bông đằng sau gáy bị phang một gậy thật mạnh. Hồ Thiết Trụy kêu á một tiếng thất thanh, sờ tay ra sau gáy, thấy toàn là máu tươi. Thoạt nhiên anh ta cảm thấy trời đất quay mỏng, rồi đổ đánh dầm xuống sàn. Thì ra, anh ta vừa bị cái tên chủ quán dùng gậy sắt hạ gục. Gã chủ quán kéo anh ta ra hiên nhà, lột sạch quần áo, trói vào tấm phản xả thịt. Mổ phanh bụng, lọc được một đĩa xương thịt đầy ủ, nấu chín mời khách qua đường ăn. Triệu Lão Biệt nói với Hội Tư Ma Khôi: "Thằng cha thầy bói này đúng là cũng khá cao tay, không hổ danh miệng sắt. Nhưng đến lượt mình thì gã lại lú đến mức không xem nổi hạn số của chính mình. Gã ăn phải bùa phải bà hay sao mà dám đòi moi móc gốc gác của mỗ? Thế khác nào buôn đào mà bố mỗ lên. Không thể trách mỗ đây lòng lang dạ sói. Đây là tự gã muốn chuốc vạ vào thân mà thôi. Đây gọi là đường quanh không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Mà cũng tranh cái lão chủ quán hồ đồ kia nữa cơ. Giết người quen tay rồi, chưa đợi mỗ dặn dò kỹ lưỡng đã vội hạ độc thủ. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi, chuyện còn lại không thể nói thêm được nữa." Cả hội nghe xong, ai nấy đều chau mày nhăn mặt, nghĩ đến tâm địa tàn độc của lão ta mà lòng bất giác gai lạnh. Mọi người càng nghĩ lại càng thấy không đoán được lai lịch gốc gác của lão. Từ Ma Khôi nghĩ thầm: "Nếu những lời Triệu Lão Biệt vừa nói đều là thật, thì hẳn anh thầy bói kia đã phát hiện ra chân tướng của lão, để mới bị lừa vào quán đen và ám toán một cách thê thảm như thế. Chân tướng sự thật này chắc chắn phải liên quan đến những lần sống dậy sau khi chết của lão. Giờ lão nhắc lại chuyện ấy, rõ ràng là để ngầm cảnh báo đội khảo cổ. Nếu còn tiếp tục cố truy hỏi, lão sẽ chó cùng rứt dậu cho xem. Không chuyện gì lão không dám làm cả." Sau đó,
Triệu Lão Biệt kiên quyết không chịu tiết lộ nội tình. Nhưng từ Ma Khôi cũng nhận ra được vài manh mối, anh lờ mờ đoán được chân tướng của đối phương. Từ Ma Khôi bảo Triệu Lão Biệt giơ tay trái ra cho anh xem. Tuy không hiểu mệnh lý, nhưng anh vẫn biết đường chỉ tay nào là đường sống. Anh thấy trên lòng bàn tay của Lão ta giờ đây chỉ còn một đường sống mà thôi. Từ Ma Khôi chợt nhớ lại cuốn cổ tịch mình từng xem lúc ở trong sa mạc. Một phần nội dung của nó ghi chép sự việc kẻ biệt bảo thường nuôi một cương thi có hồn mà không có phách, giống như các đạo gia vẫn nuôi ma trong nhà vậy. Tình tiết cụ thể thế nào, e rằng ngoại trừ chính kẻ biệt bảo ấy ra thì không ai có thể biết chính xác. Theo Từ Ma Khôi suy đoán, thứ đó có lẽ là con rối bằng xương bằng thịt với ngoại hình tương tự như kẻ biệt bảo. Con người có ba hồn bảy vía, có được con rối này rồi, họ sẽ chia hồn ra làm ba phần nhờ thuật biệt bảo và cất giữ ở ba cơ thể khác nhau. Có thể thấy suy đoán này là sự kết hợp của hai suy đoán về đỉnh tụ bảo và táng hồn đàn. Nghe nói kẻ biệt bảo rất giỏi nuôi ngọc, họ lấy viên hoạt đan được hình thành từ con rùa già ngàn năm, sau đó tự rạch mạch của mình, nhét hoạt đan vào nuôi bên trong. Hoạt đan đó gọi là viên biệt bảo. Viên biệt bảo sâu lâu nằm trong người sẽ hòa nhập thành một thể với cơ thể người đó, tương thông với huyết mạch thần hồn của chủ nhân. Anh đoán Triệu Lão Biệt xuất hiện dưới vực sâu, đã từng đi qua sa mạc Lâu Lan, mọc đường viên biệt bảo trong mạch môn của cô xác khô đó để mới nhớ được những sự việc trước đây. Còn Triệu Lão Biệt kia thì hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ, chỉ nhớ đã phải đi tìm Lôi Công Mặc để rồi cuối cùng tử nạn trong nghĩa địa La Sơn ở Trường Sa. Nếu quả thật như vậy thì đối phương không muốn nói rõ gốc tích của mình cũng là điều hợp tình hợp lý. Đôi lúc giữ được bí mật của mình lại là con đường sống duy nhất. Do Triệu Lão Biệt nhất quyết không chịu mở miệng, mà kiến thức về thuật biệt bảo của Tư Ma Khôi là chỉ có hạn, nên anh ta cũng không thể suy đoán được những cái ảo diệu ẩn chứa bên trong. Anh chỉ đoán suông, chứ cũng không có luận chứng khoa học chắc chắn nào. Có điều anh cho rằng việc cấp bách nhất lúc này là đi tìm tâm bia Vu Vương, không cần thiết đôi qua chuyện này với lão thêm nữa. Thằng Hưng Lần cũng đồng quan điểm với Tư Ma Khôi. Chỉ duy Hải Ngọng là cứ khăng khăng cho rằng lai lịch của Triệu Lão Biệt quá là quái dị. Anh nhấn mạnh, ngay từ đầu ta đã nói cái não quái này không phải hạng tốt đẹp gì mà lại. Nhưng các cậu có tin đâu, xem ra không vấp ngã, không rút ra được bài học thật. Hồng vệ binh trong cuộc trường chinh thời kỳ đầu cũng chết quá nửa, bọn thiểu năng đó có dám tin Mao chủ tịch không? Nhưng để đến khi chúng ta ngã chồng vó cả nhũ, các cậu mới chịu tin tớ nha. Sao Từ Ma Khôi không hiểu những lê lẽ mà Hải Ngọng vừa nói? Nhưng không phải chuyện gì cũng chỉ cần hiểu là có thể giải quyết vấn đề. Giờ anh có mấy việc cần phải hỏi Triệu Lão Biệt ngay, tuy rằng đáp án chưa chắc đã đáng tin, nhưng biết đâu anh lại tìm thấy chút chân tơ kẽ tóc nào trong đó. Việc thứ nhất là Triệu Lão Biệt đã lấy trộm thứ gì trong máy bay C-47 sắp rơi và chạy trốn ra khỏi chiếc hộp thời gian. Việc thứ hai là lao xuống đường lòng đất sâu không thấy đáy này bằng cách nào. Việc thứ ba là biết được bí mật khắc trên tấm bia Vu Vương qua nguồn thông tin nào. Ngoài ra còn một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là Triệu Lão Biệt đã từng tiếp xúc với nấm mồ xanh chưa? Triệu Lão Biệt quanh co một hồi lâu, chối rằng việc đầu tiên mình không nhớ nữa. Nếu lão nói dối sẽ bị chết đứng tại chỗ. Còn về ba việc sau, thực ra chỉ là một chuyện mà thôi. Cái này gọi là trăm trứng cùng một mẹ sinh ra. Kể từ khi hội của lão thất thủ ở sa mạc Lâu Lan, Triệu Lão Biệt không còn nơi nào nương tựa. Lão đành mò đến vùng núi tuyết ở miền đất Tây Tạng tìm kén tầm trời, chẳng ngờ lại bị bỏ cặp băng trong hang động núi tuyết cắn một phát. Thế là lão bị đông cứng, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, cuối cùng lão cũng được mấy người dân tộc Tạng bản địa phát hiện. May nhờ trong người có viên biệt bảo,
nên lão mới thoát nạn không chết. Trong thời gian đó, lão bắt đầu tiếp xúc với tổ chức Nấm Mồ Xanh. Nghe nói nhóm người này muốn đến tâm trái đất tìm một tấm bia đá có tên là Bia Vũ Vương. Triệu lão biệt biết chuyến hành trình này một đi không trở lại, bởi vậy lão không chịu nhận lời và suýt đã bị tổ chức đó ra tay giết người diệt khẩu. Lão chạy trốn bạt mạng đến một nơi trên đỉnh núi tuyết của dãy Himalaya, tưởng rằng mình sắp lâm vào bước đường cùng. May thay, lão lại được thợ săn, một người từng phản bội và rời bỏ tổ chức, ra tay cứu giúp. Tay thợ săn đó tiết lộ với Triệu lão biệt, Bia Vũ Vương là một phiến đá rất lớn. Bên trên tấm bia khắc 9 chữ triện cổ hình rắn, mỗi chữ to như cây đấu đong gạo, khắc lặp đi lặp lại 73 dòng. Còn truyền thuyết Vũ Vương chôn tấm bia chỉ là chuyện hậu thế sau này thêm mắm dặm muối vào mà thôi. Thực ra tấm bia đó do tổ tiên tộc người bái xà để lại, không kẻ nào được phép phá giải bí mật được khắc trên đó. Nếu trái phạm, ắt sẽ xảy ra sự việc khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Hội Tư Ma Khôi đều bất ngờ. Lúc này không ai buồn bận tâm đến những chuyện khác nữa. Mọi người vội vàng hỏi Triệu lo biệt xem là có biết thủ lĩnh của tổ chức Nấm Màu Xanh là ai không. Triệu lo biệt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: các vị đã từng nhắc đến người này khi còn ở trong sa mạc Lâu Lan, trộm nghĩ chắc hẳn các vị đã tận mắt gặp kẻ đó rồi mới phải. Việc đã biết rồi, sao còn phải vặn vẹo mỗ mãi thế? Từ Ma Khôi nói: gặp thì đúng là gặp rồi, nhưng lần đầu tiên thì mặt hắn bị mặt nạ da người của quốc vương Champa phủ lên, lần thứ hai thì bị mặt nạ phòng độc che mất. Hắn ta chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật ra ngoài. Triệu lão biển chớp mắt nói đầy ẩn ý: việc này mô không dám nói toạc hai năm rõ mười, chư vị cứ nghĩ kỹ lại xem vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn. Không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn là vế trước của một câu thơ được trích trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Thức. Nguyên văn là: bất thức Lô Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Nghĩa là không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn cũng bởi thân đang đứng ở trong núi. Câu thơ này mang hàm ý: nếu muốn biết diện mạo của một sự vật thì phải ra khỏi sự vật đó và nhìn toàn cảnh. Hết hồi thứ năm. Hồi thứ sáu, rơi xuống. Nghe Triệu lão biệt nói vậy, nhưng câu hỏi không lời đáp trong lòng Tư Ma Khôi lại càng lớn hơn. Vì sao không nhìn thấy cảnh sắc núi Lô Sơn ư? Lẽ nào y lão muốn ám chỉ đôi khảo cổ đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của Nấm Màu Xanh? Chỉ có điều từ đầu chí cuối mọi người đều không ngờ rằng đó chính là Nấm Màu Xanh. Hải Ngọng vốn nóng này thô lỗ, khi gặp chuyện thường chẳng bao giờ chịu động não. Cậu ta liếc xéo Triệu lão biệt một cái rồi hỏi: đừng đánh đố tôi, rốt cuộc khuôn mặt Nấm Màu Xanh có gì kỳ quái? Nam luôn phải gan hùm bật gấu hay sao mà dám ớm ờ nửa vời với tôi? Từ Ma Khôi xua tay ra hiệu bảo Hải Ngọng đừng gạn hỏi lão ta nữa. Anh biết Triệu lão biệt là dân giang hồ lõi đời, nếu lão đã không muốn nói thật thì dầu có vác cậy sắt cậy miệng lão ra cũng vô dụng. Bị ép quá lão lại bịa chuyện để ứng phó thì chẳng thà không hỏi cho xong. Hai bên đều để chừa đường lui cho đối phương thì sự việc sẽ kết thúc êm đẹp hơn. Hơn nữa Từ Ma Khôi cũng cảm thấy thực ra những lời của Triệu lão biệt vừa nói ra tuy khá mập mờ nhưng lại ẩn chứa khá nhiều thông tin. Ví dụ, bản thân tấm bia Vũ Vương chỉ là một tảng đá bình thường, tổng người bái xà khắc bí mật lên mặt tảng đá bằng chữ triện cổ. Mấy hàng chữ ấy dường như vạch ra nguyên lý của vạn vật, đó là một ẩn số đáng sợ không được phép dòm ngó. Lúc này thằng Hưng Lân mới lên tiếng hỏi Triệu lão biệt: Triệu sư phụ, xin hỏi lao đến đây bằng cách nào? Triệu lão biệt không hề có ý giấu giếm chuyện này, lao thành thật kể lại mọi sự việc đã xảy ra lúc đó. Sau khi đến Tây Tạng, lao cùng hội người Anh đến Ấn Độ tìm cơ hội. Tuy trải qua bao lần thất bại nhưng nhóm người Anh vẫn không chịu từ bỏ,
lại còn bàn tính lôi kéo thêm mấy trợ thủ nữa xâm nhập vào thành Nhện Vàng. Triệu Lão Biệt khoe khoang mình biết bí mật về Long Ấn Triều Hạ và Song Điện U Hồn, nhưng ở đó sương mù dày đặc gây chết người, che phủ kín khe cốc, chỉ có loài rắn bay mới có thể xuyên qua đám sương ấy. Bởi vậy muốn vào thành buộc phải điều khiển được rắn bay. Không những vậy, còn phải có được lớp da mặt tựa thần Phật của quốc vương Champa. Thiếu một trong hai điều kiện đều không được. Vào thời điểm ấy, tên trùm tổ chức ngầm chuyên khống chế việc buôn bán vũ khí và thông tin tình báo đã mua tin này với giá cực đắt, đồng thời yêu cầu Triệu Lao Biệt dẫn nhóm của hắn đến Miến Điện. Triệu Lao Biệt vô tình biết bí mật chôn giấu trong thành Nhện Vàng liên quan đến một thông đạo dẫn xuống vực sâu. Vực sâu dưới lòng đất ấy nằm phía dưới Cửu Tuyền, đó là nơi vạn kiếp không thể siêu sinh. Triệu Lao Biệt tham sống sợ chết để cũng vô cùng khiếp sợ nấm bồ xanh. Lại biết do sau khi xong việc chắc chắn bọn chúng sẽ giết mình để diệt khẩu, hoặc nếu không sẽ ép mình xuống vực sâu dưới lòng đất. Thế là lão đánh bài chuồn, nhờ người chỉ điểm, lao đi một lèo từ Miến Điện sang Ấn Độ, rồi chạy sang biên giới Nepal. Tổ chức phái người đuổi theo truy sát, suýt nữa Triệu Lao Biệt đã lâm nạn. Cuối cùng là may mắn được thợ săn, một thành viên từng đào tàu khỏi tổ chức cứu mạng. Thợ săn tên là Hàn Tinh, có dòng máu Hoa Lai Ấn, tầm ngoài 20 tuổi, từng là quân nhân Anh gốc Ấn. Cậu ta là người rất nhanh nhạy, quả cảm, giỏi leo núi, săn bắn và trinh thám, thân thủ phi phàm. Cậu ta dẫn Triệu Lao Biệt đến một căn cứ bí mật. Trong căn cứ còn có vị đội trưởng tiền nhiệm của một đội khảo cổ Pháp lưu trú tại Ấn Độ. Vị đội trưởng này dành cả cuộc đời để nghiên cứu về tộc người bái xà cổ đại. Hàn Tinh là trợ lý của ông ta. Lúc đó, ông ta đang khảo sát địa hình của dãy Himalaya để tìm xem cửa động dẫn vào vực sâu nơi tâm trái đất nằm ở đâu, rồi nghĩ cách phá hủy những bí mật cổ xưa đến mức không thể cổ xưa hơn được khắc trên tấm bia Vũ Vương. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ quyết tâm mai danh trốn trong núi. Đội trưởng và thợ săn phát hiện thấy một thông đạo nằm phía dưới dãy Himalaya. Nhưng vì thời cơ chưa chín muồi nên họ vẫn chưa có cách gì xuống dưới đó được. Lần hành động này bí mật tuyệt đối, người ngoài không một ai hay biết. Nay thợ săn vô tình cứu được Triệu Lao Biệt và đưa lão về đây thì cũng không thể để lão bỏ đi được. Còn Triệu Lao Biệt cũng suýt bị người của tổ chức ngầm ám sát. Lão đã sợ mất mật rồi, để cũng không dám lộ mặt ra ngoài, từ đó đánh trốn biệt trong núi sâu, âm thầm giúp đỡ vị cựu đội trưởng đội khảo cổ chuẩn bị mọi việc, đi thu thập tài liệu ở khắp nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Triệu Lao Biệt trốn trong núi thoáng cái đã mấy năm. Nhờ hành sự cẩn trọng nên tung tích của cả nhóm vẫn không bị bại lộ. Sau đó căn cứ lại có thêm 3 người khác. Triệu Lao Biệt không nhớ rõ tên của họ, chỉ đặc biệt hiểu cho họ theo diện mạo bên ngoài. Gã râu sồm là phi hành gia của không quân Hoàng gia Anh, này đã xuất ngũ. Gã này tính tình cứng nhắc, nghiêm khắc, mặt xồm xoàm toàn râu. Người thứ hai có biệt tài, nghĩ ra những phát minh cổ quái. Triệu Lao Biệt gọi gã là kỹ sư. Ngoài ra còn có một nhà khoa học nữ chuyên nghiên cứu về sinh vật cổ. Cô em này được Triệu Lao Biệt đặt biệt danh là Mũ Trắng. Tính cả đội trưởng, thợ săn và Triệu Lao Biệt thì đoàn thám hiểm xuống lòng đất lần đó có cả thầy 6 người. Khi thời gian sắp điểm thì trong núi đột nhiên xảy ra cơn địa chấn mức độ vừa phải. Kim tử đặt trong bát nước bông rừng rối loạn phương hướng. Đội trưởng bảo thời cơ đã chín muồi, mọi người lập tức chuẩn bị xuất phát. Trước lúc khởi hành, đội trưởng còn cẩn thận nói rõ cho mọi người cách sắp xếp bố trí của cả chuyến hành động. Đội trưởng nói, căn cứ vào các di tích mà hậu thế phát hiện, ông suy đoán thời tiền sử đã tồn tại một nền văn minh cổ đại với quy mô khá lớn, nhưng không được đặt tên cụ thể. Hậu thế quen gọi cụm từ di tích này là nước Tây Cực. Người sáng lập ra cổ quốc này là tổ tiên của người bái giả. Trong quan điểm tôn sùng bái tô tem nguyên thủy, rắn
mang ý nghĩa tượng trưng cho vòng tròn luân hồi, hỗn độn sinh sản, đồng thời còn tượng trưng cho một vòng tròn quái dị nằm dưới lòng đất. Mức độ phát triển của nền văn minh này cũng tương đương với nền văn minh Ai Cập cổ hoặc Ấn Độ cổ. Sau đó, nạn đại hồng thủy đã hoàn toàn nhấn chìm di tích này dưới lòng nước sâu. Nhưng nội dung trong các ghi chép còn sót lại cùng lắm chỉ bằng 1% những gì từng tồn tại. Trước khi xảy ra nạn đại hồng thủy tiền sử, khá nhiều người bái xà đã xâm nhập lòng đất và sinh sống tại các hang động sâu hút. Trong khi đó, ở Kiều Tuyền thăm thẳm có một tảng đá khổng lồ vẫn say ngủ trước miếu thần. Trên mặt phiến đá khắc một nội dung vô cùng đáng sợ. Thời kỳ Hạ Thương Chu, người ta bắt đầu gắn truyền thuyết về đúc đỉnh Đồ Sơn Vũ Vương và tảng đá ấy liền với nhau. Thực ra vương triều nhà Hạ chỉ bắt rất nhiều hậu duệ của người bái xà làm tù binh và nô dịch. Nhưng nô lệ này vẫn sùng bái tấm bia đang bị vùi chôn dưới lòng đất. Họ hy vọng sẽ tìm thấy tấm bia đó, hòng lật đổ ách thống trị của vương triều nhà Hạ. Ngài nói, tuy rằng trên tấm bia khắc hàng trăm chữ triện cổ, nhưng thực ra nội dung viết trên đó không nhiều, chỉ có một hai câu nói. Trong rất nhiều lời tiên đoán cổ xưa, người ta đều cảnh báo tuyệt đối không được thăm dò bí mật khắc trên phiến đá, thậm chí đến giờ cũng không được. Nhưng nguyên nhân vì sao thì vẫn là một ẩn số. Đội thám hiểm do vị cựu đội trưởng đội khảo cổ tổ chức muốn chớp thời cơ xâm nhập miếu thần tìm thấy tấm bia, điều tra sự thật về bí mật chôn giấu dưới lòng đất nhanh hơn nấm màu xanh một bước. Có điều họ cũng cho rằng không nên nhìn trộm bí mật khắc trên tấm bia, mà chỉ sử dụng thuốc nổ để phá hủy nó một cách triệt để, nhằm tránh những thảm họa mà nó có thể gây ra. Khu vực núi không có đường đi, trong khi đội thám hiểm lại phải mang vác rất nhiều trang thiết bị, bao gồm lương thực, vũ khí, dược phẩm, xuồng cao su, thiết bị chiếu sáng, thuốc nổ, thiết bị thám chắc. Bởi vậy đội thám hiểm đành thuê một nhóm phu khuân vác và mấy chục con ngựa để vận chuyển. Triệu Lo Biệt nghe nói đội phu khuân vác chỉ đưa mọi người đến điểm xuất phát là sẽ quay về, nên trong lòng giàu dĩ, đội thám hiểm chỉ có 6 người, phải làm cách nào để khuân hết được đống hành lý khổng lồ đấy đây. Họ đến một sơn cốc nằm ở sườn tây của dãy Himalaya. Ngửa mặt lên chỉ thấy bầy ruồi bay lượn vo ve như máy bay tập kích. Khe núi trong sơn cốc sâu hoắm, vào bên trong là không nhìn thấy mặt trời. Cả đoàn châm đuốc lên, men theo khe cốc không ngừng tiến sâu vào trong. Dọc đường họ gặp mấy vách thành tường sụp đổ hoang phế, nòm như di tích của một ngôi miếu nào đó. Đi tiếp vào trong thì tới điểm tận cùng, đó là một hang động lớn, địa thế gần như dựng đứng, phía dưới đen ngòm, lạnh teo teo, không nhìn thấy đáy. Đàm phù khuẩn vác vừa nhìn thấy bức tường còn sót lại, liền thành khẩn quỳ mọp xuống, vái lại liên hồi. Sau đó, họ dỡ hành lý của đội thám hiểm xuống đất, rồi dắt ngựa trở về theo đường cũ. Triệu Lo Biệt nhìn thấy đống hành lý chất cao như núi, lao dò hỏi tay thợ săn đứng ngay cạnh. Mấy người chúng ta thì làm sao mà khuân hết được nhiều đồ thế này chứ? Thợ săn chỉ tay vào bức bích họa còn sót lại trên tường rồi nói, yên tâm, đội trưởng sẽ dùng cách này. Triệu Lo Biệt tò mò tiến lại gần mấy bức bích họa, quan sát cho kỹ. Vừa nhìn lão đã sững người. Bức họa thứ nhất vẽ hình một cô gái đang thè lưỡi hút dã thú kiểu sư tử, hổ, voi vào trong miệng. Bức họa thứ hai vẽ cô gái ấy nhả một tòa thành trì nguy nga lộng lẫy từ trong miệng ra. Cô gái trong bức bích họa không biết là thần thánh phương nào. Miệng và bụng của ả ta giống như cái động không đáy, có thể nuốt chửng vạn vật trên đời, rồi lại có thể ọe ra cả một tòa thành trì chỉ trong nháy mắt. Triệu Lao Biển cũng hiểu đôi chút về chuyện kỳ quái này. Trước kia lão từng đến Hán Trung và nghe một đồng đạo kể rằng thời Đường có một thương nhân đi làm ăn xa ở Trường An. Sau khi bán hết hàng hóa, ông ta mua một con ngỗng nhốt trong lồng trúc, cõng trên vai, một mình trở về quê. Dọc đường, ông ta gặp một chàng thư sinh đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Thấy người thương nhân nọ đi đến,
Anh ta vội đứng dậy hành lễ. Chàng thư sinh thanh minh, mình không quen đi đường dài, nên bàn chân sùi hết bọng máu, quả thực không thể đi tiếp được nữa. Anh ta khẩn cầu vị thương nhân nọ làm ơn để anh ta chui vào trong lồng trúc và mang anh ta đi một đoạn. Vị thương nhân nọ cho rằng chắc anh ta chỉ nói đùa, bèn nói: lồng trúc nhỏ thế này, huống hồ lại nhốt một con ngỗng bên trong. Nếu cậu chui vào trong đó được thì tôi gánh cậu một đoạn cũng chẳng hề gì. Không ngờ chàng thư sinh vừa cúi đầu một cái đã chui tọt vào bên trong. Chẳng nhưng không phải chen chúc với con ngỗng, mà trọng lượng của lồng trúc cũng không hề tăng lên. Vị thương nhân thầm lấy làm kinh ngạc, ngạt nỗi lời đã nói ra thì không thể nuốt lại, nên ông ta đành cõng lồng trúc tiếp tục gấp gáp lên đường. Đến trưa, ông ta dừng lại nghỉ chân. Chàng thư sinh trong lòng cũng chui ra, nói: may được ân nhân giúp đỡ, nay tiểu sinh không có gì bao đáp, chỉ xin mời ân nhân chén rượu nhạt. Rồi ngồi hàn huyên đôi điều tâm sự, coi như tỏ lòng thành ý của tiểu sinh với ân nhân. Vị thương nhân nọ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi: ở đây không có quán hàng, cậu lại tay không, chẳng lẽ ủ rượu ngay tại đây à? Chàng thư sinh chỉ cười không đáp, rồi đột nhiên há to miệng, nhả ra một hộp cơm. Bên trong hộp toàn cao lương mỹ vị. Tiếp đó anh ta lại nhả ra một bình rượu ngon và hai cái chén. Xong đâu đấy, anh ta ngồi xuống uống rượu cùng vị thương nhân, vừa đánh đàn vừa hát. Dường như chưa thỏa hứng, anh ta còn muốn ái thiếp mình yêu quý nhất đến múa phụ họa. Thế là anh ta lại há miệng nhả ra một mỹ nữ tuyệt sắc, vóc dáng hết sức yểu điệu. Nàng vâng mệnh múa hát và rót rượu phục vụ hai người. Vị thương nhân đó chưa bao giờ nhìn thấy giai nhân xinh đẹp như vậy, nên đờ người ra nhìn, quên cả thưởng thức rượu ngon mỹ vị. Còn chàng thư sinh hứng chí quá, uống rượu tì tì, say quá ngã lăn ra đất ngủ luôn, lại thế nào cũng không tỉnh. Mỹ nhân thấy phu nhân của mình say bí tỉ, liền quay sang nói với vị thương nhân: nô tỳ vốn có một lang quân tâm đầu ý hợp, nô tỳ muốn nhân cơ hội này gọi chàng đến, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ, kín miệng giùm nô tỳ. Nếu chủ nhân mà biết thì nô tỳ khó tránh bị người trách phạt. Vị thương nhân ngờ ngạch gật đầu. Rồi ông ta thấy mỹ nhân nọ khẽ mở khuôn miệng xinh xắn, nhả ra một đại hán râu sồm. Tên này hi hi cười dâm đãng, chắc chắn không phải hạng người lương thiện. Hai người thậm thụt với nhau vài câu, rồi dắt tay nhau ra sau gốc cây mây mưa hoan lạc. Một nam một nữ vừa mới hú hí đến nửa chặng thì chàng thư sinh đang say nhẹ, nằm ngủ trên mặt đất đột nhiên vươn vai, dường như sắp tỉnh dậy. À tỳ thiếp thất sắc sợ hãi, nuốt vội đại hán râu sồm vào miệng, rồi hốt hoảng chỉnh đốn trang phục đầu tóc. Lúc này chàng thư sinh đã ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, sau đó quay sang trịnh trọng hành lễ với vị thương nhân: tiểu sinh say rượu đã thất lễ trước mặt ân nhân rồi, xin ân nhân đại xá cho. Từ đây cách nhà không còn xa, tiểu sinh xin cáo biệt, hẹn ngày tái ngộ. Nói xong, anh ta nuốt mỹ nhân cùng bình rượu và hộp cơm vào miệng, rồi đi vào rừng và mất hút. Lúc đó, nghe câu chuyện, Triệu Lao Biệt cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng, bèn hỏi đồng đạo phải chăng trên đời thực sự tồn tại loại dị thuật này. Vị đồng đạo kia nói: dị thuật này được gọi là phép ảo thuật dịch chuyển càn khôn, cho dù có tồn tại thật thì nó cũng không phải pháp thuật của Đông Thổ Đại Đường chúng ta, mà chắc chắn được du nhập từ Ấn Độ. Chỉ người Ấn Độ mới nghĩ ra được loại pháp thuật quái dị như vậy. Hôm nay tận mắt nhìn thấy bức minh họa dưới núi Himalaya, Triệu Lao Biệt mới biết truyền kỳ này không phải là giả. Quả nhiên thuật ảo hóa di chuyển bắt nguồn từ đây. Thế là lão quay sang thợ săn rồi bảo: không ngờ trong đội ngũ của mình có nhân vật kiệt xuất ngọa hồ Tàng Long, thông hiểu dị thuật cao siêu tầm cỡ này, hay là truyền lại cho mỗ. Có công phu này trong tay, lo gì ngày sau không thể tiêu dao bốn bể. Đội trưởng Đức bên cạnh nghe thấy liền bảo Triệu Lao Biệt đó chỉ là chuyện hoang đường,
sao lại coi là thật. Nội dung bức bích họa miêu tả trong chùa chỉ là sự ẩn dụ của cổ nhân, ám thị muốn thâm nhập lòng đất phải trượt từ trên trời xuống. Chính vì vậy, chúng ta còn cần đến một đồng sự nữa. Tôi đặt tên cho đồng sự này là nhà thám hiểm Korotma. Hết hồi thứ 6, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần sau và hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.